quý thầy cô, dưới đây là bản demo giáo án dạy thêm môn ngữ văn lớp 12, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bản demo này do các thầy cô của kênh Giáo viên biên soạn. Xin kính mời quý thầy cô cùng tham khảo. Trên đây là bản demo giáo án dạy thêm của bài số 2. Những bài còn lại trong chương trình môn ngữ văn lớp 12, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên. Để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án dạy thêm các môn toán, ngữ văn lớp 12 của những bộ sách kết nối tri thức, chân trời sáng tạo và cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.